Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sức khỏe và sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Chào mừng đến với Baby Shark, nơi các mẹ sẽ phải tìm cách đối mặt với bé còi cọc, tiêu hóa kém, bé biếng ăn, suy giảm miễn dịch. Bộ sản phẩm Colas Multi Pro dinh dưỡng toàn diện, mẹ tiếng bé vui. Sản phẩm này là thức ăn bổ sung và được ăn thêm cùng với sữa mẹ.